đường đi hơi khó, hơi nguy hiểm. Mama với Quang Store có liên quan với nhau không chị? Cái đấy thì hôm nào chị like thì like bán hàng thì chị sẽ nói, sẽ giải thích. Đúng rồi, cả nhà về đến Hà Nội rồi, về lúc sáng nha mọi người, về lúc sáng. Xong rồi là về xong thì đi ngủ hết. Ngủ đến tầm lúc này là tầm mấy giờ, là ăn trưa ta? Tầm 2 giờ hay sao, không nhớ. Mọi người muốn mình dẫn anh Liên Đồ đi đâu nữa, mọi người có thể cho mình xin một chút thông tin được không? Đi bãi chạy á, đi phố cổ chưa, bởi vì là đang tính là tối nay đi nhưng mà trời lại mưa, xong lại thôi. Xong rồi là đi Lăng Bác thì Lăng Bác lại sửa, Lăng Bác đang sửa ấy mọi người, không vào được mấy tháng ấy. Thế anh Tiến bảo thế. Về thăm bà đã, đúng rồi, tuần sau về để cho Linh làm xong mọi việc đã, xong rồi về cùng một lúc luôn, tất cả mọi người đều về luôn. Bởi vì ngày bao nhiêu ta, ngày 20 tháng 8 là ngày giỗ ông, cho nên là về cả đoàn luôn. Lúc ấy chắc mình ở lại mấy ngày cho mọi người đi theo việc thì cứ đi theo việc. Lăng Bác 15 tháng 8 mới được vào. Mình thấy anh Tiến lúc sáng bảo đi Thủy Cung, đi xem phim, đi tòa nhà Căng Năm cho lên đồ thích lý. Ở ha, đi Thủy Cung này đi. Cảm ơn là Sumi Kute. Đúng rồi, đi Thủy Cung đi xem phim này. Đúng rồi, bên Angola không có xem phim. Thủy Cung Angola cũng không có hay sao ấy. Được. Cảm ơn chị Sumi Kute. Sài Gòn đi chị, Sài Gòn chắc chắn là sẽ vào, nhưng mà không biết là khi nào. Bởi vì mọi người về 3 tháng mà, cho nên là đang còn nhiều thời gian lắm. Góc tay hồ tây này, chỉ cắt tóc chưa? Chỉ cắt tóc rồi, chỉ sửa lại tóc rồi. Nhưng mà người ta bảo là em, tại sao em có thể cắt tóc như này? Bảo là Sarah đã cắt đi. Đi biển chắc chắn là sẽ đi biển rồi. Đi Lotte à? Đi Lotte cao nhất có kính mà mua vé xong rồi đi vào đấy, phải không? Ngày xưa mình với ông Linh cách đây 7 hay 8 năm ta, năm 2015 hay 2016 gì đấy, đi lên một lần rồi, có ảnh chụp luôn, đang còn ảnh chụp. Lần đầu tiên đi và duy nhất là hôm đấy luôn. Cái mà cao cao xong rồi là mua vé xong rồi đi thang máy xong rồi đi lên, phải không? Chụp ảnh nhìn thấy toàn thành phố luôn đúng không? Đăng ảnh đi chỉ. Ảnh ngày xưa rồi. Đúng rồi, mình học Nghi Lộc 3. Không, bây giờ tất cả mọi người đều về Hà Nội rồi. Về lúc tối ăn tối xong rồi về luôn. Lên xe là nằm ngủ luôn. Về miền Tây, mình cũng thích đi miền Tây. Không có ai ở đây để nói chuyện với mình hết. Mình ngồi đây một mình. Anh Liên Đồ là mấy hôm nay mệt. Ông hôm nào ta? Hôm kia đi Hà Giang, ông tưởng đi Nghệ An. Ông tưởng đi Nghệ An vào gặp bố mẹ các kiểu, bố mẹ Linh các kiểu. Gọi Nam đi lễ.
còi hoàng đi kìa. Hoàng đâu, nam đâu, mình đang không thấy ai hết. Eo, cảm ơn cô Đồng đã tặng hoa cho em, nhưng mà thôi đừng tặng nữa chị ơi. Cảm ơn chị. Hay là chị lấy cái tiền hoa này chị mua hàng của Quang Linh Store đi, hoặc Quang Linh Food đi thì hay hơn. Nhớ lôi không chỉ có chứ. Eo, xem cái clip clip gì của Nam Hoàng vừa mới đăng. Không biết là nhớ thật hay là nhớ đùa mà bảo là nhớ cô Lệ đấy. Mình mua 2 cốc trà sữa cho bé Điệp, 1 cốc. Mà bây giờ chưa thấy đâu, mà cái cốc của mình uống hết rồi. Mình có nên uống trà sữa của Điệp tiếp không? Cái gì đây ạ? Chị kể chuyện Hà Giang. Đấy, thì Hà Giang là cả đoàn đi thì được có mấy người biết đi xe máy. Được có mấy người biết đi xe máy. Ông Linh thì 10 năm rồi không đi. Sau rồi lên xe, ông Linh, ông chờ Linh đồ ngồi sau. Ông Linh bảo là chết rồi, buồn ngủ quá, 10 năm rồi chưa đi xe. Chỉ là ông Linh đồ, ông bảo thôi, dừng xe để Linh đồ chờ cho. À đây, người Nam Hoàng đây này. Mời rồi. Cho Linh đồ chơi tàu lượn à? Hôm qua Linh cũng bảo là hôm nào cho Linh đồ đi chơi tàu lượn, nhưng mà sợ Linh đồ nôn đấy mọi người. Sợ ông chơi chơi bao giờ á, xong sợ ông nôn. Đi cầu kính Sapa. À đi cầu kính. Ông Linh đồ mà đi cầu kính thì chắc buồn cười lắm. Bởi vì là hôm đi Hà Giang ở trong cái homestay Có cái kính, kính á. Sao ông Linh đồ đi lên, không biết cái video đấy đã đăng lên chưa. Buồn cười lắm, hài lắm. Chị về Linh có vẻ hay chị em ruột không? Không. Con của mẹ chị là cháu ngoại của mẹ bà Linh, bà ngoại Linh, chứ không phải là hai chị em ruột. Về Hà Tĩnh chắc chắn là về nha. Cho Linh đồ đi công viên nước à? À, răng mình là trắng tự nhiên đấy, không phải răng sữa đâu. Ai răng sữa lại đi làm hai cái răng to như này, đúng không? À, chưa đăng lên đồ hả? Chắc là hôm nay, mấy giờ rồi ta? Kể tiếp đi à? Thì đấy, đi xuống. Cái lúc mà đi à, bảo là đi 70-80 cây là đường đẹp. Tiếp theo là tổng cộng mấy cây đường, lúc thì đẹp, lúc thì không đẹp. Còn tầm mấy cây nữa là đường là nhỏ xịu từng này, nhỏ được tầm mấy chục phân hay sao ấy, mấy chục phân này, ở dưới là vực. Ghê lắm, đi ghê lắm. Ông Tâm thì ông ăn xong, ông ăn sáng xong, ông đi ra xe. Ông bị cảm xong rồi thế là về homestay nghỉ. Đó. Bọn mình đi. Lúc đi lúc về người là ai cũng bẩn hết. Ông Linh đồ thì ông kiểu mệt, nhưng mà ông kiểu rất là tích cực, lúc nào cũng vui á. Đúng rồi, Tiên thì bị té, nhưng mà lúc đấy thì bọn mình đi, nói chung là đoàn đi chia thành ba đoàn ấy. Ai nhỉ? Đoàn chia kiểu người đi trước người đi sau ấy, mà cách nhau xa.
Bởi vì là nếu như mà đi gần thì cái lúc mà lên dốc các kiểu ấy đi rất là nguy hiểm. Nếu như mà cái xe nào bị tụt xuống một phát là cái vóc cái xe đằng sau là dần dần là tụt xuống, là sẽ bị ngã hết xuống á. Như kiểu là domino. Cho nên là phải chia tốp đi. Đấy, chia thành 3 tốp đi. Hello chị. À, hôm nay livestream mama hiểu chưa với cả Pháp like. À, đang livestream mà. Đây ngồi đây với em. Trà sữa, em mua 2 cốc đây. Chị một cốc. Thank you em. Chị uống đi. Em đang live. Em là chị Min. Chị Minh nha mọi người ơi. Chị Minh. Nói về mama đi chị á. Mama thì chắc là hôm nào live thì mình sẽ kiểu nói về mama nhiều hơn nha mọi người. Của mình chị ngồi nói chung là lên lịch sớm sớm ấy. Em còn tuần sau em còn về Nghệ An nữa. Hay mai đi, mai hoặc ngày kia đi. Mai được. Chị ơi, lấy trà sữa lên kìa. Ok, chị vừa mua cà phê đi rồi. Vâng. Mai nha, mai hoặc ngày kia livestream cho mama. Mắt em buồn quá. Đâu, mắt mình cứ như này đấy, chứ không phải buồn đâu. Về đi học mà. Không, con gái thì mình ưu tiên nha. Con trai thì có hay không cũng được, nhưng mà con gái thì ưu tiên. Hồi nhỏ chị có bị mụn không á? Có. Hồi xưa da chị bị mụn nhiều lắm. Sao người hình như hết tuổi dậy thì rồi hay sao á? Lấy ăn xưa thôi đâu. Ngày hôm nay em vừa mới ăn có một bát bún riêu cua, một suất cơm tấm, một ly trà sữa. À, ai mà bị mụn á thì đi lại bệnh viện Da Liễu. Ngày xưa mẹ mình chở mình đi suốt tầm một tháng đi một lần hay sao ấy. Không phải từ hết đâu mà phải đi bệnh viện Da Liễu. Còn bây giờ mình mà bị thì mình mua thuốc bôi mụn ở tiệm thuốc. Kể tiếp đi chị, chắc là kể đến đâu rồi ta. Mình hay quên lắm. Mình sinh năm 96. Chị đăng ký thi Nam Vương cho Lindo chưa? À, hôm nào mình định cho anh Lindo đi lại quán bán bánh chuối, bánh khoai. Xong rồi cho anh thử trải nghiệm làm bánh chuối, bánh khoai ở Việt Nam. Xong rồi sẽ đứng bán với là cô bán bánh chuối, bánh khoai. Chị Minh á, chị Tiểu Minh á. Chị Tiểu Minh sinh năm bao nhiêu nhỉ? 94 hay sao ấy mọi người? 94 hay sao ấy? Nhìn nhỏ nhỏ trẻ á, trẻ hơn cả mình á. Được. Chưa về thăm bà lại đúng không? Tuần sau về nha mọi người, tuần sau về nha. Về đi cả đoàn luôn. Sao không có ai nhỉ? Bên Angola không có ai hết. Về bằng ô tô hả? Đúng rồi, về bằng ô tô.
răng mắt chỉ bên vô bên ra rửa. Mắt chỉ là con đầu con bay, mắt bồ câu con đầu con bay. Hà Giang đẹp lắm mọi người ạ. Hà Giang đẹp lắm mà. Quang Linh nhắn tin. Mình đưa cho Linh cái sim của Nam Hoàng ở Việt Nam á. Cái sim của Nam Hoàng là sim gì á, Vinai sim gì á mà đăng ký theo năm. Mà bây giờ hết một năm đấy rồi, bây giờ mình có thể lấy cái sim đấy đi đăng ký theo tháng được không mọi người? Hay là phải đăng ký theo năm tiếp? Người nói được, người nói. Mình mới nạp tiền vào cho mà sao lại bảo hết tiền à?